Mới đây, cơ quan điều tra công an quận Bình Thạnh xác nhận đã khôi phục dữ liệu camera an ninh trong nhà Nguyễn Kim Trung Thái, nơi bé VA tử vong, thu giữ nhiều đoạn clip vô cùng phẫn nộ. Vụ việc bé gái 8 tuổi bị mẹ kế bạo hành đang thu hút sự quan tâm đặc biệt lớn, trong khi dư luận vẫn chưa hết ngẹn ngào thì mới đây xuất hiện một đoạn clip được cho là ghi lại từ phòng ngủ của bé VA, một lần nữa khiến những ai chứng kiến vụ việc cũng không khỏi xót xa. Sao họ ác với con quá vậy mẹ? Theo đoạn clip đăng tải, bé VA đang ăn cơm một mình dưới sàn nhà tại căn phòng nơi được cho là phòng ngủ của bé. Vừa ăn, bé vừa có hành động giống như đang lau nước mắt, kèm theo lời nói, sao họ ác với con quá vậy mẹ. Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải, lại càng làm cho dư luận không khỏi bức xúc vì những gì một đứa bé 8 tuổi phải chịu đựng về thể xác lẫn tinh thần trong thời gian dài sống cùng bố và người tình của bố. Bên cạnh đó, công an quận Bình Thạnh cho biết, khi Nguyễn Võ Quỳnh Trang dùng cây đánh cháu VA, thì Nguyễn Kim Trung Thái đang ở nhà, nhìn thấy và chứng kiến toàn bộ sự việc. Dù cháu bé khóc lóc van xin tha thiết, nhưng Nguyễn Võ Quỳnh Trang vẫn ra tay giả mang và Nguyễn Kim Trung Thái vẫn không ngăn cản, ngầm đồng tình để cho đối tượng Trang thực hiện hành vi tàn bạo. Người bố trong câu chuyện đang là tâm điểm chỉ trích của dư luận khi thản nhiên để người tình đánh đập con mình. Câu nói được cho là thuật lại từ một người hàng xóm chứng kiến vụ việc, đưa nó đi cấp cứu để mà đi tù à, là phát ngôn đỉnh điểm cho sự vô cảm, thờ ơ đến ác nghiệp của người được cho là bố đẻ đối với chính con ruột của mình. Trong suốt một năm qua, ông Thái là người sống chung nhà với bé VA, dù có bận bịu đến mấy, thì việc con mình bị bạo hành suốt thời gian dài chắc chắn không thể không biết, thậm chí chứng kiến và phải biết rất rõ việc bà Trang đã đánh đập, hành hạ khiến cơ thể cháu mang đầy thương tích. Nhưng bản thân ông bỏ mặc, không hề có thái độ ngăn cản, đưa cháu đi chữa trị hay trình báo sự việc nghiêm trọng này đến với cơ quan chức năng. Theo thông tin điều tra trước đó, Nguyễn Kim Trung Thái đã thừa nhận nhiều lần chứng kiến Trang dùng roi gậy để đánh VA. Có lần Thái cũng cầm cây và đánh con nhiều cái. Ngoài hành vi đồng tình để đối tượng Trang thực hiện hành vi phạm tội, cơ quan điều tra sẽ làm rõ trong các vết thương để lại trên cơ thể cháu VA, có vết thương nào do chính người bố trực tiếp gây ra không? Vết thương đó có phải là nguyên nhân dẫn đến cháu VA tử vong không, để xác định người cha này có vai trò trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội hay không? Bên cạnh đó, sau khi sự việc xảy ra, nếu trường hợp Thái và Trang có hành vi hủy xóa đi các đoạn camera ghi lại cảnh Nguyễn Võ Quỳnh Trang đánh đập cháu A nhằm hủy chứng cứ, hành vi này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Ngày 30 tháng 12, Văn phòng Chính phủ vừa truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh về xử lý hành vi hành hạ, xâm phạm trẻ em đối với vụ việc trên. Theo Phó Thủ tướng Thường trực, đây là vụ việc gây bức xúc dư luận, yêu cầu Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm những người có liên quan theo quy định của pháp luật, không bỏ lọt tội phạm. Vào tối qua, ngày 31 tháng 12, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tổ chức buổi họp báo thông báo chính thức về vụ việc bé VA tử vong. Buổi họp báo do Đại tá Nguyễn Sĩ Quang, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì. Tại buổi họp báo, Thượng tá Nguyễn Tiến Đạt, trưởng Công an quận Bình Thạnh cho biết, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng như Công an quận Bình Thạnh sẽ cương quyết xử lý đối với hành vi của những đối tượng này. Hiện nay, cơ quan cũng đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ vai trò của bị can Thái trong vụ việc. Nếu đủ yếu tố, đủ cơ sở, thì cơ quan chức năng sẽ thay đổi tội danh của hai đối tượng trên. Cũng theo Đại tá Nguyễn Sĩ Quang, vụ án này sẽ được đưa ra xét xử làm án điểm để răn đe cho toàn xã hội. Trước đó, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh xem xét thay đổi tội danh khởi tố của Nguyễn Võ Quỳnh Trang thành tội cố ý gây thương tích gây hậu quả chết người có tình tiết tăng nặng. Đồng thời, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cũng đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh xem xét khởi tố Nguyễn Kim Trung Thái với tội danh không cứu giúp người đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng và là đồng phạm của Nguyễn Võ Quỳnh Trang với tư cách là người giúp sức. Hiện tại, cơ quan công an đang tiến hành tiếp tục điều tra vụ việc để đưa ra bản án xác thực nhất. Hóng Showbiz sẽ liên tục cập nhật những thông tin nóng hổi trong ngày. Đừng quên bấm like, share và subscribe kênh Hóng để cùng với chúng mình cập nhật những thông tin mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại trong bản tin sau.